Ở bên trong đi trước đi. Có bên trong này thì cũng xe thanh lý ra luôn nè. Có bên trong này cũng xe thanh lý, biển số chưa ép chưa làm nha. Có cái là vàng lông con cũ theo 5 tháng nha, nhưng mà nó là chất lượng. Cái này của ít quay em mà. Đây cái lốc nó nè. Để kênh quay cái dàn chân vô. Xe này thì có cũ theo 5 tháng nha mọi người. Biển số là biển số với cặp quẹt là mới luôn nha mọi người. Hình như là nó là cặp quẹt nó cũng đẹp lắm. Mà đúng máy là bao. Có quay rồi đúng không? Đúng rồi, có quay rồi. Máy móc là bao zin. Giá con này nhiêu anh nhắc lại không? Giá con này được rồi, như là thôi đi, cái gì giảm đại đi, còn 6 triệu rưỡi đi. 6 triệu rưỡi ha. Ờ. Bữa nay giảm mạnh luôn ha, đầu tháng giảm mạnh luôn ha. Đây kênh quay cái đầu bò cho người xem. Rồi tiếp theo qua cái con này luôn anh. Tiếp theo qua con này thì con này thì mình cũng báo cho anh em đi, dàn áo người ta chủ người ta cũng có sơn có làm đây kìa nha. Có xuống bánh mâm. Thì thời gian qua thì anh em cũng có một số anh em là thích bánh mâm, còn số anh em không thích bánh mâm, cho nên là xe này mình cũng có quay lâu rồi, mình bán chậm quá thì bữa nay mình sổ giá cho anh em luôn là còn 11 triệu. Nó báo thẳng cho anh em luôn, quen pha mà 11 triệu. Quen pha bánh mâm 11 triệu. Giảm giá mạnh ha. Để kinh quay cái bên trong cốp xe cho người xem nè. Cốp xe thì cũng còn rất là êm nha. Giảm giá luôn là 11 triệu. Máy móc thì bao ngon hả? Máy móc thì bao ngon. Đây, mình cũng thông báo với anh em là máy có chạm nha. Xe này máy có chạm nha anh em. Chạm là mình làm cái gì rồi anh, máy này? Máy này thì chắc có làm nồi rồi, bị có khách ta làm sẵn, mình có gành hôn mình chắc có làm nồi á. Nhưng mà bao còn ngon quá không? Bao chạy ngon quá không? Xe này chỉ là bao máy ngon này chứ nói chung là xe máy có chạm. Đúng rồi. Thì tình trạng sao thì cửa hàng đó quá. Báo cho mọi người thực tế ha, nên mọi người cứ yên tâm. Ngoài ra cái gác này nè, còn mới đó nè. Nói chung cái này còn mới nha, còn rất thì chắc chắn cứng nhắc luôn. Nói chung cái này cũng dễ dàng lắm. Cửa hàng thì rất uy tín nha mọi người. Làm cái gì thì nói cái đó. Xe này thì đặc biệt chứ báo với anh em là nếu mua xe này rồi về cặp vỏ là cái gì chứ cặp vỏ là ok luôn. Thấy đây còn chậm chỏm luôn nè. Đó. Đó, cặp vỏ bánh bự luôn. Tại vì cửa hàng này nếu mà mình có sao bán vậy, nếu mà cái này mà hỏm về mà xuống cầm thì bán thì mất tiêu rồi. Đó. Bây giờ giả sử như trường hợp mình mua chiếc này nè mà người ta xuống cầm mình có bớt không anh? Có bớt luôn. Là mình có đổi cho qua câm luôn ha. Ờ, nói chung là có đổi qua câm cho khách luôn. Ừ. Vậy đi. Đó, cửa hàng rất khách nào có cầu thì ăn thua mình đến cửa hàng rồi mình trao đổi trực tiếp với cửa hàng thì nó đúng tiện rồi hơn ha. Đúng rồi. Rồi qua cái con này sao thấy mới quá anh? Con này thì mình cũng báo giá trước đi, mình thấy sao con này con này là 15 triệu. 15 triệu à. Xe đi mới mười mấy ngàn nè, nhìn quay con coi. Cái con bô chưa cháy luôn. Nói chung là xe này bao con ốc chưa gỡ nha. Xe này nói chung là bao anh em là dàn áo chưa tháo luôn nha, dàn áo chưa tháo là bao chưa dặm chưa tốt luôn. Cái này như rẻ hơn xe mới là 7-8 triệu á. Rẻ hơn xe mới 7-8 triệu đúng rồi. Thì xe này mình cũng báo anh em luôn, kêu giá 15 triệu á thì có bớt ít đỉnh tiền xăng tiền chi phí cho anh em nha. Mới 17 ngàn nha mọi người. Mới 17 ngàn. 17 ngàn. Bao công đề mét là không có tô luôn nha. Phát hiện tua cho không chiếc xe không tua luôn. Còn mọi người kiểm tra thì vô salon ha. Đúng rồi, mọi cái phần đó. Nói chung là mọi chi tiết là bên mình bán là mọi chi tiết là kiểm tra là đều vô salon nha, ở ngoài thì mình không nói, nó hơi lu bu nè. Ở đây mọi người thấy không, xe nó ít chạy nè nên cái chỗ lọc gió này là chưa có nước nhiều nè. Đây, nếu mà chừng nào mình di chuyển dài sử dụng lâu á thì chỗ này nó sẽ ứ nước lại. Rồi ai muốn mua xe đẹp xe lướt thì vô con này ha, giá cũng mềm ha. Rồi tiếp theo con này thì sao anh? Tiếp theo thì con này thì xe nhà nhưng mà cũng anh em thích thì thanh lý bán luôn. Con này thì mình anh em thỏa thuận báo giá sao. Con này thì con như xe nhà đang đi, bản số đẹp nha. Đâu để quay cái biển số cho mọi người tiện theo dõi ha. Thì nói chung cái con này á thì mình cũng có lên một số đồ, nói chung là cũng không có còn riêng theo xe nhưng mình lên số đồ là đồ tốt không à kinh. Hạn là con này thì mình
Nói chung là con này mình cũng đi thường, mình cũng ít rửa đầu, là tại nên mình mới vô cặp vỏ của chiếc bu vào luôn, cái đáp còn luôn nè. Còn cặp vỏ đáp còn luôn nè là 2021. Bao vỏ chưa nại nha. Dành vỏ chưa nại. Bao luôn. Thì khi mọi người đến cửa hàng thì mọi người tự nhận xét ha. Ai có nhu cầu thì cứ liên hệ cửa hàng. Bao cặp vỏ là chưa nại luôn, bao cặp vỏ chưa nại, máy chưa máy chưa gớt nha. Còn vỏ trước còn mới nha mọi người. Gai còn cao nữa nè, thấy không? Xin quay cho mọi người xem ha. Đây. Vàng áo thì liền lạc cứng cáp nha, không chạy xước. Giá thì mọi người liên hệ cửa hàng nha. Thì cái số điện thoại á ở phần mô tả hoặc là trên cái tiêu đề mọi người bấm vô là có ha. Thì mình cũng nói thẳng anh em, thì xe mình bán ở đây thì anh em cứ mua an tâm đi, cái nào mà mình bao xe ghim thì anh em cứ dẫn thợ nào tin tưởng của anh em, thợ quen của anh em, thợ nào tin tưởng lại bao máy ghim. Nhưng mà nếu không máy ghim là chi phí tiền xăng bọng đồ cửa hàng sẽ trả lại hết. Nhưng mà với điều kiện là cửa hàng xa nha mọi người, chứ còn cửa hàng mà cũng như bảo đảm cái gì á mà nó đúng cái đó thì cửa hàng không có chịu phần đó nha. Ok. Nói chung là bao xe sao sao, máy sao sao đó. Đúng rồi. Bộ ghim sao sao đó là đúng như vậy, là nếu không đúng như vậy thì cửa hàng sẽ trả chi phí. Rồi tiếp theo mình qua cái con này luôn anh. Tiếp theo qua con này thì hình như là con này 2019. 2019 mà xài kỹ quá ta. Nói chung là con này mới vậy nè mọi người. Con này là cũng bao cho anh em là xe ghim đó. Quay cái đầu bò cho mọi người xem ha. Con này thì nói chung là nhìn cái đầu bò nó là bao ghim luôn, dấu chấm đồ còn hết trơn nè. Ha, dấu chấm của xe hãng luôn. Con này bao là chưa có chạm ốc chạm gì nha. Nói chung là còn sạch sẽ đó. Con này thì chỉ có một cái là cái cặp vỏ, anh em có xài bô chợ thì biết ở đây cặp vỏ nó không có dày không, mà người ta đi có mấy ngàn người ta kỹ, người ta thay luôn vô luôn cái cặp vô Yokohama xịn luôn nè, thay luôn cặp vỏ trước sau luôn, thay vậy mới tiện chứ mọi người mua về là chạy đổi máy rồi. Thay cặp vỏ xịn luôn đây nè, thay cặp vỏ luôn đó. Vỏ này chạy 5,5 chưa nhúc nhích. Mình bao anh em là nổi cái hộp còn xây ra trong ngoài gì chưa có miếng gỉ đẹp tên xét gì hết, không hành không độ. Nói chung là bao là xe này bao chưa dặm chưa tốt nha. Còn bao anh em luôn. Mọi người nhìn cái cần số luôn nè, nhìn xe mới thì mọi người để ý với cái này ha. Còn cái vàng áo thì liền lạc cứng cáp ha, không chạy trước ha. Cái này kinh giới thiệu trước cho mọi người, để quay bên đây cho mọi người xem. Cần tháng đâu nè, chưa chạy nha mọi người. Ủa anh khoan, cái đó là xịn hay là cái gì vậy anh? Cái này thì cũng có chạy hơi á. Chạy á? Ở đây thì mình bán theo xe ghi thì mình không có dám giảm. Cái này chắc lúc trước là có gớt cái gì đây nè. Chở ở đây chứ chắc có gớt thì xuống đây có chạy hơi. Hơi tiếc ha, hơi tiếc chỗ đó. Giá của con này là nhiêu anh? Giá con này là 29 triệu. 29 triệu ha. Bản số rất đẹp nha, chín nút luôn nghe bà con. Đặc biệt anh em nào, nếu mà anh em nào dưới dầm ghiền ra rồi thì cái dân quyện mà có lên thấy chiếc này thì anh em ra sớm, mình ưu tiên cho anh em ở dầm ghiền xài luôn nè. Con này là bao số đẹp, bản số là lên cái hết hồn luôn, 19 đuôi rất đẹp. Ưu tiên cho dùng ghiền là cũng như là ở dùng ghiền thì được bớt nhiều hơn chút phải không anh? Đúng rồi, ưu tiên cho dùng ghiền luôn đó. Tại vì ưu tiên đi làm ghiền là lý do là ở đây xuống dầm ghiền xa. Đúng rồi. Thì dầm ghiền lên đây cũng xa nên mình bớt. Với giá lại cái kênh siêu thị của 68 thì dầm ghiền cũng đăng ký nhiều đó. Anh em dầm ghiền đăng ký nhiều lắm nên mình ưu tiên cho anh em ở dầm ghiền. Để kênh quay tổng thể cho mọi người xem ha. Rồi ai ưng chiếc này thì mua về ha. Giá cũng mềm. Nhưng mà xe này tình trạng nó cũng gần như mới nha mọi người. Đây. Rồi không có chạy xước nha. Chỗ nào chạy xước thì kênh sẽ báo hoặc là chủ cửa hàng sẽ báo cho mọi người biết.